Quý vị khán giả thân mến, chương trình Tử Vi và Số Mệnh xin bắt đầu vào phần thứ tư và cũng chính là phần cuối của chương trình. Chắc là xin mời thầy Chí Đức tiếp tục chia sẻ thêm. Xin kính chào quý vị, chúng ta vào phần thứ tư của chủ đề Dương Trạch, phong thủy nơi làm việc và sinh sống của chúng ta. Như chúng tôi đã trình bày, mùa hè sắp đến thì chúng ta bắt đầu có những cái sinh hoạt rất là năng động. Con cái thì được nghỉ hè. Và chúng ta lại có những cái chương trình để mà sắp xếp lại nhà cửa, rồi chúng ta sẽ xây dựng, rồi chúng ta phát triển, rồi chúng ta có những cái activity, rồi mua nhà vân vân. Và mùa hè thì thường thường chúng ta sẽ mở cái máy lạnh lên để chúng ta có cái hơi lạnh. Và khi mở máy lạnh lên thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đóng tất cả các cửa lại. Như vậy chúng ta sẽ thở cái không khí trong nhà mà thôi. Cho nên trước khi mà quý vị mở máy lạnh thì quý vị nhớ rằng là chúng ta phải xú uế, tức là chúng ta phải bỏ đi những cái xú uế, chúng ta làm cho cái nhà mình nó sạch thoáng, dọn dẹp nhà cửa đâu đó rồi chúng ta mới đóng cửa lại để cho không khí ở phía ngoài nó vào là tươi mát, sau đó chúng ta mới đóng cửa lại, chúng ta mới dùng cái máy lạnh để chúng ta thở đi thở lại cái không khí mát lạnh và sức khỏe chúng ta mới bảo đảm được. Cho nên vấn đề mùa hè chúng ta cẩn trọng vấn đề máy lạnh là như thế. Kế đến như chúng tôi đã trình bày thì chúng ta phải luôn luôn giữ cái gọn gàng, ít đồ đạc mà thôi, việc nào mà chúng ta cần thì chúng ta mới giữ lại, còn những thứ mà chúng ta không cần thì nên dọn dẹp đi. Nếu chúng ta có sửa chữa cái gì thì chúng ta phải nên cẩn trọng đến cái phần mà tâm linh tí xíu, tức là chúng ta phải có, người xưa tôi nói rằng là có cúng, có thiêng, có kiêng, có lành, có tắm, có mát, tức là chúng ta phải nên để ý đến vấn đề mà động thổ, chúng ta có khấn xin âm binh, xin thần linh, thổ thần, thổ địa, thần tài vân vân để cho cái mọi sự nó được êm xuôi. Có khi chúng ta biết rằng là có những cái thời điểm nào đó ở bên cõi âm mà người ta không chưa có muốn mình phải động thổ hay là xây dựng làm nhà trong thời điểm đó, có khi chúng ta phải chờ. Chúng ta phải chờ thì chúng ta phải khấn xin. Nếu khi chúng ta khấn xin mà chúng ta thấy không được thì lúc đó chúng ta sẽ phải dừng lại thời gian rồi chúng ta hay làm. Và khi chúng ta khởi sự để làm việc gì thì chúng ta phải yên tâm rằng là cái việc làm này giao tế giữa người, giao tế giữa mọi việc, chúng ta chắc chắn rằng là cái việc này chúng ta sẽ có cảm nhận, cái instinct, cảm nhận cái bản năng mình là xây việc, sửa nhà, làm trong căn nhà này, ở trong căn nhà này nó đều có sự thuận tiện. Chúng ta phải kiểm tra lại chính mình, kiểm tra lại sức khỏe của mình, kiểm tra lại đồ ăn uống của mình, chỉ kiểm tra lại cái phía ngoài nhà như thế nào, ở trong nhà như thế nào. Nhớ là căn nhà phải luôn luôn có sinh động, có sự sống. Nhìn phía ngoài nhà nó phải có cái sinh khí của căn nhà, vào trong nhà nó phải có sinh khí thoáng mát, đồ ăn đồ uống nhà bếp tất cả đều gọn gàng sạch sẽ thì chúng ta sẽ có sự thuận lợi để thành công trong đời của mình. Dương Trạch là một yếu tố rất quan trọng, rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Dương Trạch có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng ta, làm thay đổi những cái bước quan trọng để chúng ta có sự chọn lựa, ngay cả nơi làm việc cũng thế và cái nơi ở của chúng ta cũng thế. Đó là cái yếu tố của Dương Trạch chúng tôi đã trình bày từ trước đến nay, là định mệnh, đó số tử vi là xếp chúng ta đến sự thành công thành tựu cho đến giai đoạn đó. Nhưng nếu một yếu tố Dương Trạch có thể làm thay đổi chúng ta hoàn toàn đến cái sự sống sức khỏe của chúng ta, thì cho nên chúng ta cũng nên cẩn trọng vấn đề Dương Trạch nơi ở của mình. Và trong Dương Trạch chúng ta thì có phần Dương Trạch và tâm linh là như vậy. Chúng tôi mong mỏi rằng quý vị mùa hè sắp tới chúng ta quay lại nhìn căn nhà của mình, quay lại cái nơi mình sinh sống, quay lại cái nơi mình ngủ hàng đêm, kiểm tra lại, nắm chắc được là chúng ta đang ở một cái nơi thuận tiện cho sức khỏe, thuận tiện cho sự làm ăn, thuận tiện cho con cháu, một tương lai tốt đẹp là như vậy. Chúng tôi xin phép vào phần nhận giải lá số tử vi. Dạ, tiếp theo là một người nữ sinh ngày 3 tháng 9 năm 98 vào lúc 4:30 sáng. 4:30 sáng, xem như người này sinh vào giờ Dần. Người nữ sinh vào ngày 3 tháng 9 năm 1998 giờ Dần có một mệnh số như sau. Thứ nhất, người nữ mà có đồng âm xương khúc ngộ quyền. Đây là người nữ mà ra đời có đầy cái tham vọng đời mình, không phải là cái người mà thiệt thòi hay đâu, người này tự lo, tự làm, tự tháo vát, giỏi, thông minh và thành công sớm lắm. Nhưng sau này ra trường đi học sẽ có thành công, có tiền có bạc, thành tựu rất là tốt đẹp. Nhưng cùng vào đấy người này lại có những cái lo âu sợ sệt về vấn đề mà lấy chồng, có cảm giác rằng là mình chỉ muốn làm bạn thôi chứ không thích lấy chồng, bởi vì lấy chồng sẽ tạo nhiều khó khăn cho người này tiến xa lên.
sau này sẽ có chồng, nhưng mà sẽ là cái người vì người chồng có hình ảnh của sao Hóa Khoa Hữu Bậc Thái Dương Cự Môn, tức là sẽ có chồng, sẽ có bạn, rồi hết người bạn này sau đến người chồng thì đó mới vững chắc hơn. Mà người chồng có Thiên Mã Cự Môn, Hóa Khoa có thể là người chồng không phải là cái người người Việt Nam mình, người ngoại quốc nhé. Và cuộc đời người này thì đây là cái người giỏi tháo vát thành công, đường chồng con thì không có phải là cái chuyện lớn, mà chuyện lớn là chuyện xây dựng cái sự nghiệp cuộc đời của mình có thành tựu hay không. Và cuối đời của người này thì là cái người tương đối thành tựu thôi, không phải là đại phú quý thành tựu đâu, tương đối về cuối đời mình sẽ có retirement, sẽ good, rồi có tiền có bạc, good dư giả, nhưng mà thiếu hạnh phúc về đường chồng với đường con nhé. Thì báo trước như thế. Chúc may mắn. Người kế tiếp. Dạ, tiếp theo là người nam sinh ngày 18 tháng 9 năm 1951 vào lúc 9 giờ tối. Ngày 18 tháng 9 năm 1951 vào lúc 9 giờ tối. 9 giờ tối. 9 giờ tối. Dạ. Như vậy người này sẽ sinh vào giờ Tuất. Người nam sinh vào ngày 18 tháng 9 năm 1951 sinh vào giờ Tuất 8 giờ tối, 9 giờ tối như sau. Thứ nhất, người này mệnh có sao Liên Tham, Hỏa Tinh Phục Binh. Đây là cái người phải nói rằng là người này nhanh nhẹn lắm, tháo vát lắm nha. Mánh mung đầy đầu nha. Người này là cái người mà cả đời bận rộn lo làm mọi thứ để mà phát triển đấy, nhưng mà cả đời không bao giờ hài lòng thân phận mình đâu nha. Người này bắt đầu phát lên giàu có bắt đầu từ tuổi 32 cho tới 33 tuổi. 33 tới 43 tuổi, 43 tới 53 tuổi thì người này có một cái giai đoạn ta gọi rằng là bị gãy đổ nha, gãy đổ từ 53 cho tới 62 nha. Thì đây là cái giai đoạn mà mất tất cả mọi thứ các cái, sau đó phải làm lại thì cũng tạm tạm trung bình trên đời của mình. Đây là người đàn ông phải nói rằng là tháo vát giỏi, rất là dễ phạm về vấn đề tôi gọi là tiền bạc nhé, dễ đi tù nhé, yeah. Cái tội tham nhé, vội nhé, nhưng mà giỏi, tính nóng nha, tính nóng, và mọi người gần người này thì sợ người này nha. Sơ lược số mệnh là như thế. Dạ, tiếp theo là một người nam sinh ngày 11 tháng 11 năm 1971. Dạ, sinh vào lúc 5 giờ sáng. 71 sinh vào lúc 5 giờ sáng. Yeah. 5 giờ sáng chắc chắn người này sẽ sinh vào giờ Dần. Nha. Yeah. Tôi xin lặp lại, người nam sinh ngày 11 tháng 11 năm 1971 giờ Dần. Người nam này có mệnh số như sau. Người này có xương kỳ, cự nhật, hóa lộc, hóa quyền. Người này thì phải nói rằng là trông sáng sủa đẹp trai, cao ráo, có thể sẽ học sắp ra trường rồi bỏ nhá. Cuộc đời sẽ đi thẳng về đến vấn đề tôi là tạo cái cơ nghiệp cuộc đời của mình về cái đường tiến thân nha. Đường vợ con sẽ là cái đường mà vợ thì đẹp đấy, nhưng cuối cùng sẽ bị người này sẽ vì có hóa kỳ cư mệnh và thiết kỳ riêng lòng mà có văn xương kỳ rất là xấu, trong người mình nó có cái feeling không có được smooth, không có được hòa mình lắm, cho nên là dễ đi đến cái chỗ mà có vợ rồi là khắc kỷ với vợ, cuối cùng là vợ nó khắc mình quá, cuối cùng là phải đi đến cái chỗ chia ly đó nha. Chia ly, và nếu mà giai đoạn bắt đầu từ 28 tuổi tới 38 tuổi đó, cái chỗ đó rất là dễ mà chia ly. Cuối cùng đời người này thì bắt đầu từ tuổi Tân Hợi, vậy là 37 tuổi bắt đầu phát triển thành tựu nha. 37 tuổi tới 47 tuổi, 47 tuổi tới 57 tuổi, 57 tuổi tới 67 tuổi sẽ có bệnh nha. 57 tới 6 tuổi sẽ có bệnh, bởi vì vũ tham ngũ địa kiếp mà người thổ sinh cho cái mạng kim của mình đóng tại cung kim, thì như vậy là sẽ có cái bệnh ở vũ tham ngũ địa kiếp tăng môn mục dục đó, bệnh phù sẽ có bệnh ở đó. Và cuối đời của mình là cái người bệnh sẽ qua được, cuối đời của mình nên là sẽ cái người sáng sủa học giỏi thành công về cái giai đoạn bắt đầu từ ba mấy tuổi trở đi, có vợ nhưng mà sẽ bị lũng củng đường vợ nha, mặc dù vợ rất là giỏi tài hoa nhưng mà khắc chế mình quá, cuối cùng là phải đi đến cái chỗ dễ đến chỗ đi thân và chia ly. Sơ lược số mệnh là như thế. Cho người kế tiếp. Dạ, thưa thầy, là tiếp theo là 18 tháng 9 năm 1951. Hình như thầy coi cái đó rồi. Em... Ngày khác. Dạ, ngày 8 tháng 5 năm 1962 giờ Thìn.
Người nam sinh vào ngày 8 tháng 2. Tháng 5 à? Tháng 5 năm 1962. Giờ Thìn à? Giờ Thìn. Người này có một mệnh số như sau. Người này thứ nhất là mệnh tài quan của mình nó có cái sao thiên cơ của quả túi Hồng Loan. Đây là cái người mà năng nổ, cố gắng tạo cái cơ nghiệp cuộc đời của mình đó. Nhưng mà người này ta gọi là sắc sắc không không đó nha. Muốn tất cả như người lành nha, người hiền lành tốt nha, người lành tốt mà muốn tất cả nhưng mà cuối cùng là không có được cái gì hết nha. Và chỉ được cái đầu đời của mình là lúc còn trẻ, mới bắt đầu đời ấy, là thành công lắm nha, tiền bạc mọi thứ rất là thành công, học hành cũng được nữa, học hành cũng được, thành công cũng tốt đẹp lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng là bắt đầu từ những cái giai đoạn bắt đầu từ 28 tuổi cho tới 38 tuổi đi là gặp sóng gió, rắc rối về chuyện tình cảm, lôi thôi đủ thứ cả cái, có vợ thì vợ sẽ là cái người chỉ huy mình nha, rồi tạo nhiều cái sóng gió trong gai. Người này thì cuối đời mình chỉ là cái người bò, là bị cái bã của khoa cực lộc nó kéo mình, khiến cho mình phải cố gắng mình tạo cái sự nghiệp của đời của mình, nhưng mà sống tốt, chịu khó làm việc, thành công từ bước đầu đời của mình. Cuối đời của mình là người chung chung mà thôi, chúc may mắn. Rất là tiếc là chương trình dành cho chương trình Tử Vi và Số Mệnh không còn nhiều nữa. Xuân Quỳnh xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thứ 6 tuần sau cũng từ 2 giờ cho đến 3 giờ chiều trên đài Lý Đô Sài Gòn TV, channel 56.7. Xin chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, một tuần đầy thắng lợi. Xin kính chào quý vị.